Xin kính chào quý vị và bà con. Trong chuyến ra khơi đầu năm thì bà con ngư dân Quảng Ngãi đã trúng đậm lộc biển với hàng tấn cá cơm sau mỗi đêm đánh bắt ở các vùng biển gần bờ. Không chỉ mang lại thu nhập khá, đây còn là niềm vui chứa đựng những kỳ vọng về một năm đi biển gặp nhiều bội thu. Thông tin tích cực đó là ở vùng biển Quảng Ngãi cũng như khu vực ven bờ từ Quảng Nam trở ra khắp vịnh Bắc Bộ, thời tiết đều đang ổn định. Phổ biến trong hôm nay mặc dù là ngày hay đêm thì đều tạnh ráo, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió duy trì ở mức cấp 3, cấp 4 với độ cao sóng không vượt quá 2 mét. Bà con đánh bắt xa bờ ở vùng biển ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa cũng có thể yên tâm về thời tiết, bởi vì những ngày này thì sóng gió khá êm ả. Trong hôm nay thì gió khoảng cấp 4, cấp 5, độ cao sóng là từ 1 đến 2 mét. Thêm nữa thì trời không mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn xa cũng thuận lợi. Xuống phía nam quanh huyện đảo Trường Sa cũng như vùng biển từ Bình Định trở vào đến Cà Mau, gió cũng không đáng ngại, dự báo là khoảng cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 1m50 đến 2m50. Tuy nhiên, bà con lưu ý là trong ngày vẫn có thể xuất hiện mưa rông kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.